Hello, xin chào các đồng chí và anh chị em các bạn thân mến của Lợi Minh. Hôm nay là chiều thứ thứ tư ở quê hương đất nước Việt Nam. Một lần nữa xin gửi lời chào đến anh chị em các bạn của thân mến của Lợi Minh cũng như bà con kiều bào ở hải ngoại. Thì nói chuyện hôm nay Lợi Minh có xem một số tin tức ở trên mạng thì thấy cái vấn đề là nhiều khi chúng ta lên mạng chúng ta đánh dấu hỏi nói rằng tại sao cái vụ mà ở vườn rau Lộc Hưng đảng và nhà nước mình lại trả cái giá đền bù lên cho đến 350 tỷ đồng Việt Nam. Tôi nói anh chị các bạn, đây là cái hay của người cộng sản, cái hay của người cộng sản không có thể nói là mình tính bằng cái đồng tiền được. Cái hay của cha anh chúng ta ngày xưa cũng vậy. Cha anh chúng ta ngày xưa mình tính bằng những cái niềm tin chiến lược, một cái cuộc chiến lâu dài và bền bỉ để làm sao thống nhất đất nước. Các bạn thấy một cái sự việc ở cái vườn rau Lộc Hưng ở thành phố Hồ Chí Minh đó, tôi theo dõi mấy hôm nay tôi thấy rất là hay của những người lãnh đạo. Người ta nhìn rất là chiến lược chứ không phải giống như anh em chúng ta nhìn một con số 350 tỷ. Đấy. Cái làm sao là mình bỏ cái số tiền đó ra. Nhưng mà mình làm cho cái đất nước đó sự bình yên. Các anh chị các bạn thấy 350 tỷ đó nhưng mà đảng và nhà nước và cái chính sách ưu việt sẽ mang đến rất là nhiều những cái lợi và mình không để bất cứ một cái cơ hội nào cho cái bè lũ bao que ô hợp và cái đám dân chủ cụi nó núp bóng cái dân chủ tự do nhân quyền theo cái kiểu mất dạy của tụi nó đó. Mình cái hay là những người lãnh đạo họ không để những cái sơ hở làm sao để tụi nó lợi dụng để đặng nó kích động người dân. Các bạn thấy không, cái hay là chỗ đó. Có nhiều lúc các bạn nhìn thấy cái tên mà Nguyễn Thái Hợp, hắn ta đi từ ở Hà Nội ở miền Bắc vào trong Nam để đặng tìm đủ cách để kích động người dân ở cái vườn rau Lộc Hưng ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà các bạn thấy dưới sự lãnh đạo tài tình của người cộng sản Việt Nam không để một sơ hở nào mà để cho tụi nó có thể bắt bẻ được hết. Nói với anh chị các bạn một điều, cái trường hợp ở vườn rau Lộc Hưng làm cho tôi suy nghĩ, nếu ở bên Mỹ là không có đùa giỡn với nó được đâu. Một khi mà chính phủ Mỹ mà nó cưỡng chế rồi đó, anh chỉ có từ dân vô dách cho tới dân vô dách rồi. Tại vì luật pháp của nó, đất của ông nhà nước, của ông chính phủ, anh không có cái quyền gì mà anh ra đó anh chiếm, anh tìm đủ mọi cách anh mua chuộc một số những cán bộ thái quá trong cái thời kỳ đó. Họ không có nhìn xa như ngày hôm nay. Các bạn thấy không? Ở bên Mỹ anh chị các bạn biết về luật đất đai cũng rất là khắt khe. Rất là khắt khe. Anh mua một cái miếng đất nông nghiệp mà anh muốn chuyển đổi mục đích nha. Tôi nói cho anh chị các bạn biết, chuyển đổi mục đích để sử dụng từ đất nông nghiệp mà chia lô ra đó, chỉ lên xuống dưới quận đó gạch một cái lần thôi, 5.000 đô tùy theo lớn nhỏ, tùy theo vùng nơi xa đó. Tại vì tôi làm bất động sản bên Mỹ tôi biết, chỉ xuống đó mà chia. Hiện nay tôi có năm năm mẫu đất ở bên Mỹ, anh chị các bạn biết tôi chia ra làm 4 lô, làm mỗi một cái đường mà nó xuống nó gạch trên cái bản đồ đó 5.000 đô một cái đường, nó gạch thôi, nó chỉ lấy cái thước đất gạch qua thôi. Thì các bạn nghĩ đi, nó tất cả mọi thứ gì nó đều nằm trong một cái khuôn khổ pháp luật của nó rất là khắt khe. Anh xây từ cái nhà, anh muốn dựng lên một cái nhà, bất cứ cái gì anh đều phải có một cái sự chấp thuận của chính quyền địa phương, chứ không phải Việt Nam anh tìm cách anh lèo lái anh lách luật. Mấy hôm nay tôi có về đi, tôi đi rất là nhiều mấy hôm nay. Tôi không nói về cái địa điểm cho anh chị các bạn biết, tại vì tôi không muốn đưa ra cái địa danh, đúng không? Tôi đi về ở trên cái huyện này, hồi lúc trước nó là một cái thị xã, nó là một cái xã thôi, một cái xã chứ không phải thị xã, xin lỗi, một cái xã rất là nhỏ. Bây giờ đã sự phát triển của đất nước đã lên thành một cái huyện,
Tôi nhớ lúc trước có cái nhà lồng chợ lớn lắm, nhà ông chính phủ quyền địa phương đó mới xây một cái chợ mới để cho bà con ra ngoài, một cái chợ mới nó lớn và nó hoành tráng hơn, và cái thị xã đó bây giờ đã lên huyện rồi. Thì cái nhà lồng chợ lúc trước rất là lớn, nên nó làm choáng đi cả cho hai nhà dân hai bên. Thì lúc trước tôi mỗi lần tôi đi về đó đó, tôi quay cái đầu xe ô tô xe hơi á, tôi vô đó tôi quay đầu vẫn hơi, mà bây giờ tôi vô tôi quay đầu không được nữa. Anh chị em các bạn biết tại sao không? Ông chính phủ mình á, ông dỡ cái nhà giờ là nhà lồng chợ ra, nó thoáng lên, bà con hai bên lấn. Tôi về tôi nhìn thấy mạnh ai nó lấn ra, mạnh ai nó lấn ra, mà đất đó là của đất của chung, đất của công, mà bây giờ mạnh ai nó lấn, con đường của chúng tôi quay đầu xe không được luôn. Mà tôi hỏi các bạn thấy ở Việt Nam mình, tôi nói cái chính sách mà quản lý của người dân nó còn rất là lỏng lẻo, và người dân cứ làm cứ xây ra đó. Mà tôi đi về tú ở trong, mà các bạn biết cái bè mà tôi đi sâu mà đó, tôi đi qua phải đi bằng một chiếc ghe rất là nhỏ. Thì dọc hai bên bờ sông này, cái tôi hỏi ông chú à, sao đây người ta xây nhà, cái đường lộ đây mà người ta xây ra bờ sông nhiều vậy chú? Mình xây vậy rồi có xin phép không chưa không chú? Tại mấy năm trước tôi về nó không có nhà cửa hết trơn á. Thì bây giờ hạ tầng cơ sở nâng lên là người ta cứ tự lấn ra, họ cứ lấn lấn ra rồi họ cứ làm ăn mua bán vậy đó. Tôi hỏi ồ bây giờ rồi trời con ơi, họ muốn người ta cứ làm liều, chừng nào ông nhà nước ông đuổi là tính, họ xây lên. Tôi lắc đầu luôn, tôi nói wow. Tại vì tôi không muốn quay, tôi không muốn nói cái địa danh. Nếu mà các bạn muốn, tôi khi nào mà ai hỏi đó, thì tôi sẽ bắt, tôi sẽ cho cái địa danh. Tôi nói tôi lắc đầu luôn, tôi bó tay luôn. Thành ra các bạn thấy trong cái vấn đề mà vườn rau Lộc Hưng ở thành phố Hồ Chí Minh, nó là một cái chuyện các bạn nhìn kỹ thấy những người lãnh đạo người ta giỏi tài. Mình tụi cái lũ chống cộng cực đoan ô hợp ở bên Mỹ, và nó kết hợp với một số dân chủ cựu trong nước, các bạn thấy không, nó nằm dạ xuống, nó quay cảnh, nó quay phim, nó tạo nét tạo màu rồi đó, nó nằm xuống nó làm giống như là máy cài cán nó vậy. Nhưng mà các bạn thấy không, nó đâu có đâu, toàn là giả tạo không. Chính vì lẽ đó mà hôm nay tôi muốn live stream để chị các bạn thấy rằng cái chính sách ưu việt của đảng và nhà nước mình hiện nay rất là tuyệt vời. Cho nên chúng ta là một công dân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chúng ta sống chúng ta phải thượng tôn pháp luật, chúng ta phải thực thi luật pháp. Nếu các bạn và tôi muốn có cái xã hội Việt Nam này tốt hơn, đẹp hơn, chúng ta phải thực thi pháp luật, phải sống tốt, làm một công dân tốt. Đừng hỏi cái tổ quốc Việt Nam này đã làm gì cho các bạn và cho tôi, mà hãy hỏi rằng tôi đã làm gì cho cái tổ quốc này chưa. Mà hôm nay anh em chúng ta lên mạng với mục đích là để làm gì? Chúng ta làm sao chống lại những cái luận điệu xuyên tạc của cái thành phần chống cộng cực đoan ô hợp, cái đám dân chủ cựu trong nước, cái thành phần mà gọi là nó ăn không ngồi rồi, nó chỉ nhận những cái đồng tiền của cái đám hải ngoại rồi nó chia chác nhau, rồi nó tìm cách nó phá hoại công cuộc phát triển đổi mới của đất nước. Tôi nói anh chị các bạn biết, tôi về nay là năm tầng, tôi thấy đi đến đâu tôi thấy nhà nhà người người ai cũng chăm lo làm ăn để đặng mà phát triển đổi mới. Và những cái chính sách ưu việt của đảng và nhà nước Việt Nam, tôi nói nếu mà nói với thằng Mỹ là tôi nói một trời một vực, một trời một vực. Một trời một vực là gì? Ở Việt Nam các bạn muốn làm việc làm, các bạn cứ làm không, nhiều khi tôi thấy nhiều người xây nhà cấp 4 đâu vậy, cứ xây đi rồi mai mốt còn xúi tôi làm nữa, mà rồi mai mốt ông chính phủ ông phạt, đóng tiền phạt còn hơn loại đóng tiền thuế. Tôi nói bó tay. Mà khi mà sự việc xảy ra rồi, các bạn thấy cái đám dân chủ cựu mà hiện nay có một cái tụi mà bên công giáo cực đoan, nó dùng những cái điều đó để đặng mà nó trà trộn vào, tôi thấy xấu hổ cho cái tên Nguyễn Thái Học, là một cái tên mà gọi là linh mục, sử dụng cái tôn giáo trong cái mưu đồ chính trị để lòn lách tìm những cái sơ hở của
những người lãnh đạo ngày hôm nay để đặng mà kích động. Tôi thấy rất là ngu xuẩn. Anh chị em các bạn biết sử dụng tôn giáo trong cái mưu đồ chính trị của cái thế kỷ, cuối thế kỷ thứ 21 này đó. Đó là một cái sự ngu xuẩn vô cùng. Bởi vì cộng đồng thế giới ngày hôm nay, những cái nước phát triển, người ta lội tôn giáo ra ngoài. Các bạn biết người ta lội ra. Ngay cả thằng Mỹ, nó cấm tôn giáo tuyệt đối, không được hòa đồng vào chính trị. Tôn giáo là tôn giáo, chính trị là chính trị. Tôn giáo chỉ để giúp cho xã hội nó được ổn định hơn, nó giảm bớt những tệ nạn, nó giảm bớt những cái tội ác của con người. Còn tôn giáo đem vào chính trị, nó rất là nguy hiểm. Các bạn nhìn thấy những cái nhóm tôn giáo cực đoan như bên Hồi giáo, các bạn thấy không? Hiện nay bên Syria, bên Trung Đông, nó dùng cái tôn giáo, nó manipulate, nó nhồi sọ người ta, nó tẩy não người ta, nó làm cho người ta chết một cách điên cuồng, ôm bom tự sát, giết người, cắt cổ, chặt đầu, làm đủ cách đủ kiểu hết, ghê gớm lắm các bạn. Cho nên tôn giáo phải loại đó ra. Những cái quốc gia mà văn minh phát triển đó, mà những cái quốc gia mà các bạn biết đứng đầu thế giới ngày hôm nay, tôi nói như Mỹ đó, nó loại ra. Các bạn mà đem tôn giáo vào trong chính trị là quốc các bạn dẫn vô dắt liền và cấm, nó cắt chức liền, là nó không cho bước vô ngay cả trong những cái nơi mà họp báo, hay là những cái nơi mà của những cái người mà lãnh đạo chính trị, nói chung là những cái thành phần mà chính trị của Mỹ đó, tuyệt đối không bao giờ nó đụng vào. Các bạn biết không bao giờ. Cho nên tôi thấy cái ông Nguyễn Thái Hợp này tào lao, ông này ông đang đi theo cái bánh xe đổ của ông Diệm ngày xưa. Những thành phần này, ông ăn được những cái đồng tiền của cái thành phần công giáo cực đoan ở bên Mỹ đó. Cái nhóm công giáo là nhóm công giáo 54. Cho nên anh chị các bạn nên nhớ, ở bên Mỹ cái nhóm công giáo năm Bắc 54 nó cũng mạnh lắm, chứ không phải giỡn đâu. Nó chứ không phải, chưa chắc là Việt Tân đâu. Cái nhóm công giáo, tại vì những cái nhóm này nó còn mang trong lòng những cái hận thù mà ngày xưa ông Diệm muốn biến cái miền Nam thành một cái quốc giáo của ông ta mà không được. Các bạn biết. Cho nên cái ông Nguyễn Thái Hợp này, ông ta có những cái gọi là thủ đoạn rất là ghê gớm. Ông ta muốn làm bá chủ, mà tôi nghĩ là ông ta có làm cỡ nào là ông ta tính không bằng trời tính. Tôi tin vào điều này. Bởi vì những cái sử dụng tôn giáo như kiểu của ông, một người chăn bày tuốt ở ngoài miền Bắc bay vô trong Nam đi kích động những con người kém hiểu biết, người ta không hiểu về những cái luật lệ đất đai, và họ tranh giành những cái quyền lợi của họ, vào trong đó cầm microphone, rồi cái thằng cu tân, cái thằng mà linh mục tân, cái thằng cu tân đó, cũng ra cũng xào xạo, rồi mấy miền Nam đồ thục đồ. Tôi thấy nói anh chị các bạn, mấy thằng này nó không đáng gọi là linh mục, tại mấy thằng này anh chị các bạn biết nó là những cái thứ gọi là nó cuồng đạo và nó u mê, và nó ăn những cái đồng tiền đô la dơ bẩn của những cái đám hải ngoại, những cái đám chống phá cực đoan ở hải ngoại bơm tiền cho nó. Tôi chỉ lấy làm tiếc, nó đang làm ô nhục đạo giáo, nó làm ô nhục đạo giáo. Mà trong khi đó cái tôn giáo mà tụi nó trong cái giáo lý căn bản đó mà có dạy là những cái người chăn bày, hay là những cái người tín đồ, hay là những cái người mà công giáo đó sống phải tuân thủ các nhà cầm quyền, vì đó là ý của trời, ý của thiên thượng. Anh không có được vào trong đó anh chống phá tất cả mọi cái chính sách của một cái chính quyền, một thể chế, đó là ý trời, ý của thiên thượng. Mà khi mà những cái tên mà tôn giáo mà hiện nay nó lợi dụng kinh, nó lợi dụng để đặng mà nó sách nhiễu, nó kích động người dân, tôi nói nó đang làm ô nhục đạo giáo. Tôi thấy lấy làm tiếc. Trong khi đó các bạn nhìn thấy Việt Nam mình hiện nay là một cái quốc gia, một cái nền tảng của người Việt sống trong một cái gọi là thờ ông bà là chính, sau đó là mình có truyền thống Phật giáo đấy, thì nó cũng na ná giống nhau thôi. Mình thờ ông bà tổ tiên mình, mà cái bọn công giáo cực đoan hiện nay do cái tên Nguyễn Thái Hợp này cầm đầu, tôi nói chỉ có cái tên này nó đang làm bại hoại cái tôn giáo của nó đang làm cho những cái người mà người ta không biết về tôn giáo của nó, người ta khinh,
người ta khinh việc rẻ, mà nó đang chứng minh cho cộng đồng thế giới biết rằng, các bạn thấy không, nó có cái hay và nó cũng có cái dở, cái này cái ngu của nó. Nó ra đó nó kích động bạo loạn nó suối này nọ, nhưng mà người cộng sản rất là hay, dàn xếp rất là tuyệt vời. Và cái hay nữa là các bạn nghĩ nhìn xa một chút, các bạn thấy ồ, cộng đồng thế giới, thằng Mỹ nó, mấy cái quốc gia mà lúc nào nó cũng nói là Việt Nam không có tự do tôn giáo, nhân quyền thế này nọ, đó đấy, cái bọn công giáo cực đoan hiện nay như bọn họp nó đang chứng minh đấy, nó đang chứng minh đấy. Các bạn thấy không, các bạn thấy cái người cộng sản, những người lãnh đạo Việt Nam hiện nay họ hay không? Mình không đụng tới nó, đụng tới nó làm gì, để không nó làm già. Cái hay là câu đó nữa, nhiều khi lên mạng tôi thấy các bạn bức xúc nói rằng tại sao nhà nước Việt Nam không làm gì, không bắt mấy ông này, nó làm tôi cũng bức xúc, tôi nóng, tôi cũng bình luận, tôi cũng chửi, với tôi cũng sửa mấy cái chữ chửi đây, thôi mình bị báo cáo không, mình có tức chứ. Nhưng mà mình nhìn lại cái hay của những người lãnh đạo cộng sản rất là tuyệt vời. Cho nên một lần nữa lại Minh lúc nào cũng kêu gọi anh chị các bạn, chúng ta phải tin tưởng vào vai trò lãnh đạo của Đảng hiện nay, tuyệt vời lắm. Tôi nói cho các bạn, tôi sống ở Mỹ lâu năm rồi, tôi hiểu được những cái mỹ dân, những cái mà của bọn tư bản, nó mỹ dân, nó xảo trá. Tôi nói cho các bạn, hỏi tôi sẵn sàng chia sẻ mọi đề tài về vấn đề mà so sánh về Việt Nam và Mỹ, để chúng ta cùng nhau mình hiểu rõ được hơn, mình nhìn thấy được cái giá trị của cái quê hương đất nước mình ngày hôm nay đã và đang phát triển đổi mới từng ngày và từng giờ. Các bạn thấy không, hôm nay một cái buồn nữa, tôi lên mạng tôi thấy một số anh em đi share những cái bài có hai đứa trẻ nằm trần truồng ngủ ở trên một cái vùng quê, vùng sâu vùng xa, rồi đem lên đánh đồng dư luận. Tôi hủy kết bạn ngay lập tức. Tôi nói tôi lấy làm tiếc cho những người như vậy. Các bạn không thể nào đem một cái hình ảnh mà một hai em bé ở vùng sâu vùng xa nằm ở chuồng ngủ trên một cái nền đất như vậy rồi cho rằng là Việt Nam tệ hại và nhà nước Việt Nam lãnh đạo thiếu sót thế này thế nọ và lòng cái vấn đề tham nhũng luôn. Cái chuyện tham nhũng có những người ở trung ương người ta lo. Lò của Bác Trọng hiện nay rất là nóng, củi nào Bác Trọng để vô nó cũng cháy ào ào hết. Mà tại sao mình còn đi share những cái bài đó, mình làm lợi cho các thế lực thù địch? Cái đó là sự ngu xuẩn, cái đó là sự yêu nước một cách mù quáng. Không phải có người lại cho tôi nói rằng ô, tôi lên đây tôi bênh vực Đảng, tôi bao che. Tôi không có tư cách đó. Những người lãnh đạo người ta còn giỏi hơn tôi rất là nhiều. Tôi không có bao che, tôi không có bênh vực ai cả. Nhưng tôi bảo vệ những cái gì mà của cha anh tôi đã hy sinh cho tôi. Cái đó là điều mà tôi đang làm thôi. Còn những người lãnh đạo ngày nay người ta rất là giỏi, họ giỏi hơn tôi rất nhiều. Tôi chỉ là một cái hạt cát ở ngoài sa mạc, hay là một con, chẳng có nghĩa là gì hết. Chẳng có nghĩa là gì. Tôi nói chị các bạn một điều. Tôi lên trên đây cùng anh chị các bạn để đánh bại những cái luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, tụi nó đang chống phá và phá hoại cái công cuộc đổi mới. Chúng ta phải bảo vệ anh chị mà, chúng ta phải bảo vệ. Chúng ta bảo vệ một cái sự hòa bình, một cái sự bình yên mà xương máu cha anh chúng ta đã nằm xuống. Họ đã hy sinh rất là nhiều. Tôi cũng có hai người anh tham gia ngoài chiến trường Campuchia ở những cái trận đánh ác liệt lúc đầu chứ không phải là không. Và rất nhiều người trong gia đình khác cũng có những người anh, người em, người chị, người cha, mẹ cũng tham gia trong cái cuộc chiến Campuchia. Rất là nhiều người ta đã hy sinh cho mình để bảo vệ cái đất nước ngày hôm nay. Và hơn thế nữa, những tầng lớp cha anh chúng ta, những tầng lớp trước trước nữa, họ đã hy sinh biết bao nhiêu xương máu, phải vượt trường sơn để cùng những người anh em miền Nam thống nhất đất nước. Cách đây cũng vài hôm tôi về ở miền quê đó, tôi thăm thì như tôi có kể một lần, hôm nay tôi muốn kể lại. Tôi ngồi trên một cái bàn nhậu, một bên một ông này là của chế độ cũ, ông này ngày xưa là tình báo nhé, tôi không muốn nói tên, xin anh chị các bạn. Còn ông này là của bộ đội mà đi vào Nam rồi ở luôn trong Nam luôn.
hai người ngồi kể chuyện, nói hồi xưa lúc đó ổng giết tao, là tao giết ổng, nhưng mà cuối cùng trở thành bạn, cuối cùng trở thành bạn. Rồi khi đất nước hòa bình thống nhất rồi, cái ông bộ đội này ổng ở lại trong Nam, ổng lập gia đình, ổng cưới vợ, có con có cái, rồi ổng làm ăn. Rồi cái ông kia cũng là người chế độ cũ, nhưng mà ổng không trả thù, ông quay qua ông giúp đỡ cái người của chế độ cũ. Sau này cái ông này ông đi định cư nước ngoài, rồi ông quay trở về, rồi hai người cũng rất là chơi, rất là thân nhau. Không những cái ông của chế độ cũ đó, ông còn coi như là bạn thân vậy. Tôi ngồi tôi thấy hai người kể chuyện năm xưa, tôi ngồi tôi cũng nói chuyện mà tôi không dám like, tôi nói rất là cảm động, rất là cảm động, rất là cảm động. Các bạn thấy những con người của cái thời kỳ năm xưa, họ ngồi họ kể chuyện quá khứ, mình ngồi mình nghe, phải nói hai bên hai chiến tuyến rất là hay. Và từ đó mình rút tỉa ra những cái hay, cái kinh nghiệm và cái hay cho cuộc sống của mình. Cho nên chúng ta cần phải trân trọng cái những gì mình có ngày hôm nay, chứ ngồi đó than vãn trách móc tại sao nhà nước Việt Nam hay này kia không lo cho dân này nọ. Mình phải đứng trên cái đôi chân của mình phải phấn đấu, mình phải vươn lên anh chị các bạn. Chứ ngồi đó mà chờ sung rụng rớt chứ ăn không bao giờ khá. Tôi thấy có những người họ bán bưng từng, họ đẩy xe, họ đi bán vé số, họ tìm đủ mọi cách họ mưu sinh. Mà tôi thấy cuộc sống của họ, nhiều khi tôi nói chuyện với họ, tôi thấy họ sống rất là hồn nhiên, họ sống rất là giản dị, họ sống rất là dễ thương. Tuyệt vời, đó là cái một cái xã hội đang đang đổi mới và phát triển anh chị các bạn. Còn vấn đề mà chuyện nan đề của xã hội như vấn đề tham nhũng, tôi nói anh chị các bạn, tôi yêu cầu anh chị không nên share những cái bài đó. Báo chí nó viết là đủ rồi, báo chí truyền thông, tại những người đó họ viết, họ chịu trách nhiệm với những cái ban biên tập và những cái bên những cái ban ngành tuyên giáo và trung ương, những cái người mà họ viết soạn, họ họ có cái ban ngành của họ đủ rồi. Còn mình đeo lên mạng mà mình share tào lao nữa thì nguy hiểm, mình tạo ra một cái sơ hở cho những các thế lực thù địch. Tụi nó nói ồ mấy thằng này trong nước nè, mấy thằng này nó yêu nước rồi đấy, nó người dân đó, bắt đầu nó lợi dụng cái đó các bạn. Đâu mấy cái thằng chống cộng cực đoan ô hợp ở hải ngoại nó mất dạy lắm các bạn biết, chỉ bằng nói một câu hay một chữ gì đó là nó có thể chụp lấy, nó Photoshop và nó bài vẽ lại và nó chụp lại, nó nói ô những người này người dân trong nước là người dân, nhiều khi có một hai người share bài thôi mà các bạn thấy mình đã làm lợi cho tụi nó. Cho nên hãy cẩn thận anh chị các bạn, cái cộng đồng mạng này hãy cẩn thận. Mặc dù cái luật an ninh mạng ra đời rồi, nhưng mà tôi thấy cái luật an ninh mạng của nhà nước Việt Nam mình hiện nay chỉ mới đủ sức gọi là răn đe thôi, nhưng mà chưa có cái người cộng sản Việt Nam mình hiện nay hay là gì, mình ra mình chỉ để gọi là giống như tôi nói cho dễ dễ hiểu đi, cái bảng stop, cái bảng mà để dừng á, hồi xưa mình chạy xe một con đường đó mình chưa có cái đèn, cái bảng để dừng chân, cái bảng để cho xe ngừng lại là cảnh báo là anh phải ngừng lại, thì bây giờ cái luật an ninh mạng dựng lên cái bảng dừng đó để là bảng stop, anh tới đó anh phải stop, anh phải ngừng. À, còn nếu mà anh vượt quá thì để sẽ tính sao. Các bạn thấy không, cái hay là hiện nay vấn đề luật an ninh mạng mới ra, nó chỉ mới để răn đe thôi, cảnh cáo thôi, nhưng mà từ từ người ta sẽ tập cho cái người dân hiểu, thấu hiểu hơn. Và lúc đó các bạn thấy sẽ có những cái tòa án sẽ xử những thành phần mà lợi dụng truyền thông để đặng mà kích động phá hoại cái công cuộc đổi mới và chính sách của Việt Nam mình. Thôi thì Lợi Minh xin chào anh chị các bạn. Lợi Minh rất là vui nay về năm tầng, phải nói rất là vui, không có gì vui bằng mình về với quê hương của mình, với những nhất là những ngày gần Tết, cuộc sống đã bắt đầu, người ta ai cũng lo làm sao để đặng mà kỳ này năm nay ăn Tết cho nó vui sưng, nó sum họp và nó hạnh phúc và chuẩn bị cho một năm mới an khang và thịnh vượng hơn. Thôi thì Lợi Minh xin chào anh chị các bạn. Bye 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 bye.